Họ là những chàng trai có chung một ước mơ, được ra mắt với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc Thần Tượng. Chào mừng quý vị đến với chương trình Vote for Five, cuộc chiến sinh tồn tìm kiếm nhóm nhạc thế hệ mới. Hãy gặp gỡ với top 100 của chương trình Vote for Five. Top 100 tân binh đã tập hợp tại đây để chờ đợi một nguồn động lực từ tất cả các bạn, người duy nhất có thể biến ước mơ của họ trở thành hiện thực. Hãy ủng hộ các chàng trai của chúng tôi nhé.